Trời mưa tầm tã như thế này, bây giờ biết quay video gì được nhỉ? À, hay là tụi mình quay video thử thách 24 giờ ngủ trong phòng đi. Ngủ ở trong phòng thì còn gọi gì là thử thách nữa. Ngủ một phát cũng mở 3-4 ngày còn được ấy. Trời đang mưa như này thì chỉ có quay trong nhà thôi, ra ngoài quay là ốm đấy. Quay ở trong nhà nhưng mà ở trong nhà chán bột xử ra, làm gì có cái gì mà quay. Có luôn, đây này. Mình có cái móc khóa rất là đặc biệt luôn. Móc khóa thì có cái gì mà đặc biệt này, móc khóa bạn nào chẳng có. Thằng TT nhìn kỹ lại đi, như thế này thì có phải là đặc biệt không? Uầy, ở đây nó đặc biệt thật đấy. Đây là móc khóa Skibidi với những anh cameraman. Đối các bạn nào có thể mua cái móc khóa giống y như mình. Các bạn chắc chắn không thể mua được, nhưng mà tôi có thể mua được một chiếc móc khóa giống y như là Trung Lung Tung. Dám bảo là móc khóa độc nhất vô nhị à? Độc nhất vô nhị mà lại có chiếc móc khóa thứ hai. Đây là chiếc móc khóa Skibidi với những anh cameraman. Đâu đâu xem nào. Có cái gì mà giống đâu. Đây này, của thằng là TV Man, còn của mình là TV Man Titan. Titan là mạnh hơn TV Man. Thế chắc cái móc khóa của thằng là móc khóa đéo rồi. Chúng mình là người xem lại ấy, cái móc khóa nó giống nhau y hệt như thế này mà bảo không giống. Đây nha, màu đỏ là TV Man, của mình màu đỏ cũng là TV Man. Của Chung là màu vàng là Skibidi, của mình màu vàng cũng là Skibidi. Màu hồng là anh cameraman, bên này màu hồng cũng là anh cameraman. Màu xanh là cây là anh speaker cấp 1. Màu xanh là cây bên này cũng là anh speaker cấp 1. Đây để mặt nào chả giống nhau. Của Chung là hình vuông, của tôi cũng là hình vuông. Giống thì giống thật đấy, nhưng mà vẫn có điểm khác nhau. Thì nó phải khác chứ, để phân biệt chìa khóa của người này với cả của người kia. Không thì hai người cầm nhầm của nhau thì làm sao. Đây này, đại ca còn mua luôn cả hai cái. Cái móc khóa này nó vẫn là hình vuông, vẫn giống y hệt nhau thôi. Nhưng mà khác là đây là chiếc móc khóa của anh speaker Titan. Chứ mà bây giờ có hai anh TV Man Titan, hai anh speaker Titan thì có mà toàn cầm nhầm chìa khóa của nhau thôi. Nhưng mà cái điều đặc biệt là móc khóa của Chung có chơi được trò Rubik không? Có chứ, chơi được mạnh luôn. Đây này, đây này, đây này, đây nữa này. Đâu? Làm gì thấy cái hình gì đâu? Đây là hình gì đây? Uầy, hình Skibidi lại kết hợp với anh cameraman à? Còn bên này thì chả biết anh nào luôn, không có cả đầu luôn. Uầy, bên này lại còn anh speaker lại kết hợp với đầu của anh TV Man Titan nữa. Nhìn nó buồn cười đấy. Đấy là mình vừa mới cháo thôi, chưa đã xếp hoàn chỉnh đâu. Bây giờ mới hoàn chỉnh đây này. Đây, 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 đã xong. Từ từ kiểm tra lại xem nào. Skibidi đúng rồi, anh TV Man Titan đúng rồi, mấy cái anh này đúng hết rồi. Tự cháo, tự sắp xếp, như thế nó lại đơn giản quá. Thế thì thằng TT mang móc khóa đi, để cho mình cháo. Đây, chơi luôn sợ gì. Ui giời ơi, quá là đơn giản luôn. Chỉ cần 5.000 giây là xong. Uầy, tôi sắp xong cái tên bồn cầu Skibidi lên vàng này rồi. Nhưng mà mắc hai cái màu hồng nữa, để tôi phải suy nghĩ thêm. Thôi, sắp xếp đi, đừng có mà câu giờ. Several days later. Xong. Mặt này, mặt này, mặt này, mặt này, mặt nào cũng ok hết rồi. Xong thì xong, nhưng mà tận 5.000 giây ai mà chả lắp được. Thôi, vứt mấy cái móc khóa đi đi, đại ca cần có cái này đẳng cấp hơn nhiều. Đâu, làm gì có cái gì đâu. Đây. Ôi, cái gì mà toàn bồn cầu Skibidi thế này, với cả những anh cameraman nữa. Đây là các con trung thưởng, anh cameraman và bồn cầu Skibidi. Ở trong này, chúng hình nào thì nó sẽ là hình đó. Nhìn đây này, Skibidi toilet với book, tức là hộp quà Skibidi. Nhưng mà mấy cái anh Skibidi này lại đến từ Made in China, đến từ Trung Quốc. Nhưng mà khoa đã, sao mà gói nào nó cũng giống gói nào thế? Thì giống nhau, nó chỉ là cái vỏ vẻ bên ngoài thôi, bên trong nó khác nhau là được. Đây, cho Chung Tung một lửa. Bây giờ xé ra xem là bên trong có khác nhau hay không đi. Còn mấy bạn nhìn tôi này, bây giờ là tôi sẽ xé cho mấy bạn xem bên trong cái này nó có những cái gì nhá. Wow, tôi nhìn thấy rồi. Ở bên trong sẽ có 3 tấm thẻ và một anh speaker. Anh speaker này là anh speaker Titan. Để tôi xem nào, thẻ này là thẻ gì đây. Hai cái thẻ này thì hình quái vật bồn cầu Skibidi nó lại giống nhau rồi. Chỉ có duy nhất là cái thẻ này, thẻ quái vật bồn cầu Skibidi nhưng mà lại ăn cắp thân hình của anh Speaker. Ba thẻ thì là bồn cầu Skibidi nhưng mà nhân vật thì lại là nhân vật anh Speaker Titan. Thế thì cái gói này gọi là gói Skibidi hay là gói cameraman? Đâu đâu đâu, để mình xé xem cái gói của mình bên trong nó có những cái gì. Wow, của mình nó cũng có 3 cái thẻ và một anh bồn cầu Skibidi. Nhưng mà cái bồn cầu này nó lại là màu xanh đá cây cơ. Mình chưa từng nhìn thấy cái bồn cầu này bao giờ. Chắc là cái bồn cầu này nó yêu cây xanh lắm nên là nó có màu xanh. Ui, các bạn nhìn này.
Mình có hai thẻ anh TV Man và một thẻ anh Speaker Man. Cả hai đều là Titan. Nhưng mà sao ba thẻ đều là siêu anh hùng mà lại có cái vật Skibidi trong này? Thế thì cái gói quà mình vừa mới bóc, đó là gói quà Skibidi hay là gói quà Cameraman? Đó là gói quà ngẫu nhiên. Xé ra được cái hình gì thì được cái hình đấy. Không phải là gói quà Cameraman hay là Skibidi. Wow, đây rồi, tôi thấy rồi. Ở bên trong là có một anh speaker, nhưng mà cái anh speaker lại là anh speaker level 1. Để tôi xem bên trong có ba cái thẻ gì nào. Oh, what? Rõ ràng lúc này là tôi mở được hai cái thẻ bồn cầu Skibidi level đời đấy rồi, với cả cái tên ăn trộm thân hình của anh Speaker Man rồi, mà bây giờ lại mở được thêm. Đấy là do thằng TT số đen đấy. Xem mình mở đây này. Wow, có một anh TV Man đúng không? Ừ đúng rồi các bạn ơi, đúng là anh TV Man rồi. Nhưng mà anh TV Man này là cái mặt của anh đấy là màu xanh da trời. Cái anh TV Man này cứ chỉ, mình chả biết là chỉ cái gì. Và mình có tận 3 thẻ anh TV Man. Nhưng mà hai anh TV Man này là cấp cao hơn anh TV Man này. À, tôi sờ sờ tròn tròn dày dày, kiểu gì bên trong cũng là một tên bồn cầu Skibidi là cái chắc rồi. Đúng luôn. Uầy, một tên bồn cầu Skibidi nhưng mà cái tên Skibidi này lại giống của Trung Lung Tung đây này. Hai tên bồn cầu Skibidi lại màu xanh lá cây. Chắc chắn là cái thẻ nó cũng giống nhau rồi. Wow, nhìn này, khác nhau luôn. Đây là anh Speaker thì tôi mở được ra nhiều lần rồi. Còn hai cái anh này là anh bồn cầu Skibidi. Nhưng mà bồn cầu này nó đang khóc cái tia chớp đây này. À, mình đoán trong này chắc là bồn cầu Skibidi rồi. Để mình bóc ra xem. Đúng luôn, nhưng mà cái bồn cầu này nó lại là màu trắng. Và ba cái thẻ này vẫn giống cái thẻ lúc đấy. Ước gì mở được ra anh Speaker nâng cấp level max. Bây giờ phải chọn chọn mới được. À, hình dài dài đây rồi. Nhưng mà nghe có vẻ là hơi nhỏ, chắc không phải là anh Speaker đâu. Anh Speaker là sẽ có ba đầu. À, tôi thấy rồi, tôi đoán là trong này là anh Cameraman là cái chắc luôn này. Đó, thấy chưa, chỉ cần sờ sờ thôi là tôi cũng biết rồi. Bởi vì là tôi sờ được cái quả đầu của Cameraman này lên là tôi đoán là Cameraman. Ba cái thẻ này là hình khác đi, đừng có giống nha. Uầy, hai thẻ Speaker và một thẻ bồn cầu Skibidi. Sao mà người ta toàn in với cái thẻ giống nhau thế nhở? Uầy, không biết trong này là cái anh gì mà sờ nó cứ khắc khắc cái gì nhở. Tôi chỉ xé ra xem mới được, tôi không đoán được là anh gì. Uầy, cũng là một anh TV Man giống như là Trung luôn này. Giống y hạt luôn, cái màn hình cũng giống. Để xem là mấy cái thẻ. Ôi giời ơi, ngay cả mấy cái thẻ cũng giống y hạt nhau luôn này. Hay là bây giờ thử thách, thằng TT mở ra anh Cameraman, còn mình mở ra anh Skibidi. Ok, chơi luôn. Bây giờ Trung Tung Tung chọn bồn cầu Skibidi đi. Đấy có phải là bồn cầu Skibidi không? Hình như phải đấy. Đúng luôn là tên bồn cầu Skibidi. Nhưng mà cái tên bồn cầu Skibidi thì này lại giống cái bồn cầu Skibidi đấy rồi. Vẫn là cái bồn cầu Skibidi màu trắng này. Chả biết cái thẻ là có khác nhau không. Ui giời, nó vẫn giống nhau. Thôi, mình phải chọn cái khác mới được. Đây rồi. Ui giời ơi, vẫn là cái thằng bồn cầu màu trắng. Còn ba cái thẻ này, nó vẫn giống nhau. Quân là kém luôn, mấy bạn nhìn tôi nè. Bây giờ tôi sẽ bóc ra anh Cameraman Titan nâng cấp luôn. Anh đấy sẽ là cái anh to nhất. Tôi sẽ sờ sờ xem là cái anh nào là to nhất ở đây. À, cái anh này cũng là cái anh camera đấy. Đây rồi, đây rồi. Tôi nhìn thấy cái túi này khác khác rồi. Trời ơi, vẫn là anh Speakerman Titan, anh TV Man Titan, anh Speaker. Gì mà toàn giống nhau thế này. Đây, đây lại là một anh bên phe chính diện rồi. Uầy, Nhìn này mấy bạn ơi, nhìn này. Đây là anh Speaker nhưng mà anh ấy mặc áo màu hồng. Còn cái anh đối tôi mở ra là mặc áo màu trắng. Hai cái anh này chỉ khác nhau cái áo thôi. Tôi xem ba cái thẻ có khác không. Uầy, ba cái thẻ vẫn thế. Sao mà nhiều nhân vật như vậy mà người ta cứ làm giống nhau làm cái gì nhỉ? Tôi lại sờ được một anh bên phe chính diện rồi. Wow, mấy bạn ơi nhìn nè, đây chính là anh TV Man. Nhưng mà cái anh này là bằng vàng luôn nha. Bằng vàng từ đầu tới chân, từ chân tới đầu. Ngay cả cái màn hình của anh ấy cũng màu vàng luôn. Ế, sao mà ba cái thẻ vẫn giống nhau vậy trời. Tôi xé tiếp cái lửa xem nó có giống nhau không. Wow, đây vẫn là một anh camera tôi mở ra được rồi. Giống y hệt là cái anh camera lúc nãy luôn. Ba cái thẻ này vẫn như thế. Hình thì khác nhau nhưng mà thẻ giống nhau rất là nhiều luôn. Wow, đây. Trời ơi, tôi lại mở được anh Speaker mặc áo trắng này rồi. Mong là ba cái thẻ này nó khác nhau đi. Uầy, ba cái thẻ vẫn giống nhau. Hy vọng là bên trong anh này sẽ khác nhau hoàn toàn. Wow,
tôi lại mở ra được cái anh TV bằng vàng này. Ế, mấy cái thẻ này tôi cũng mở ra được rồi. Đừng có bảo là bây giờ mình xé ra, nó lại là một cờ màu xanh với lại màu trắng nhá. Ui giời ơi, người ta đùa mình à? Sao vẫn lại là cái bột cờ màu xanh này? Và ba cái thẻ này vẫn giống nhau. Thôi thôi thôi, để mình bóc túi cameraman đi. Cái bột cờ CBD này nó toàn giống nhau thôi. Cameraman. Ờ, chung là bóc được cái anh TV giống như lúc nãy rồi. Ba cái thẻ này vẫn giống nhau. Không biết chung kiểu gì, toàn mở ra được mấy cái giống nhau thôi. Mình này, mình mở được mấy cái khác nhau rồi. Đây này, để đại ca sờ cho một xe này kiểu gì là cũng được hình khác nhau. Đây, xé cái hình này ra. Để xem nào. Ui, anh TV man màu vàng, thế mà bảo là khác nhau. Thôi, để mình tự chọn. Đây. Wow, vẫn là anh speaker man. Thôi thôi, xé cái khác đi, không cần xem mấy cái thẻ bài kia là cũng biết giống nhau rồi. Ôi giời, lại giống thế rồi. Chả hiểu chung xe kiểu gì, toàn giống nhau thôi. Để thắng xe cho mấy bạn coi đi này. Tổng cộng là còn 1 túi nha, 2 túi này, 3 túi. Ui, còn 3 túi thôi là hết mất rồi. Ui, lại anh cameraman. Đã cameraman lại còn cấp 1 nữa. Ê, lại anh speaker mặc áo màu hồng. Và cuối cùng, trời ơi, anh speaker mặc áo màu hồng lốt. Chán gì? Mình mở được mỗi 6 con bồn cầu CBD. 3 con màu trắng và 3 con màu xanh đã giống nhau nhiều, lại còn ít nữa chứ. Khuôn mặt thì giống y hệt nhau, chỉ khác mỗi cái màu. Thế thì chắc chắn là cái bọn bồn cầu CBD sẽ thua rồi. Bởi vì là nhìn đây này, bên cameraman thì có rất là nhiều luôn. Đã đông với số lượng, lại còn có nhiều loại nữa. Bên này là speaker mặc bộ quần áo màu hồng có 3 người. Bên này là speaker level thấp có 3 người cũng mặc bộ quần áo màu trắng. Quan trọng là có anh speaker Titan, 3 anh luôn, anh camera cũng 3 anh, anh TV man cũng 3 anh, và anh TV man bằng vàng cũng 3 anh nữa. Tổng cộng là có 3, 6, 9, 12, 15, 18 18 siêu anh hùng phe chính diện. Đông như thế này, bọn bồn cầu Skibidi nhìn thấy chắc là cũng phải chạy mất dép. Thôi, tốt nhất là bọn bồn cầu Skibidi bây giờ về phe của anh, chứ mà chống lại những anh cameraman thì chỉ có đường chết mà thôi. Ok luôn, một đội hình quá là tuyệt vời ông mặt rời. Thôi thôi thôi, thua rồi thì thôi. Bây giờ mình đi chơi bài Skibidi đây.